Vâng thưa quý vị, mặc dù các loại pháo gây ra tiếng nổ bị cấm tuyệt đối, tuy nhiên gần Tết vẫn có những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Vâng và mới đây thì có một nam, uh, nam sinh lớp 8 ở xã Thanh Mỹ huyện Thanh Chương Nghệ An làm nổ pháo tự chế trong đêm và khiến cho bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Điều đáng tiếc là nạn nhân đã không qua khỏi. Vào khoảng 19h30 phút tối ngày 6 tháng 2, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một gia đình ở xã Thanh Mỹ, liền chạy sang thì thấy em học sinh lớp 8 bị thương nặng ở vùng ngực và tay. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Thời điểm xảy ra sự việc, bệnh nhân tự chế pháo nổ và chơi pháo. Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách ban đầu ghi nhận bệnh nhân tự chế thuốc pháo nhồi và ống tuyếp sắt.